cho tất cả các bạn, trong các bạn đâu mà chưa là bên channel của mình. Mình là Hugo Quỳnh, hôm nay Hugo sẽ tiếp tục leo răng đấu trường với đội hình tướng Kree. Thì cái chùm sao hiện tại là nó yêu cầu là người lùn. Người lùn là mấy con nào nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh đấy các bạn. Rồi tăng cường ở đây là Emprit 75%. Cái Emprit này là khả năng chí mạng, có nghĩa là với cái chí mạng mà mỗi một đòn đánh nó tăng cường thêm là 100% điểm. Thay vì một đòn đánh thường 100 á, thì cái đòn chí mạng này nó sẽ tiêu hao 200 điểm máu, mà ở đây nó tăng cường 75% Emprit. 75% Emprit ở đây có nghĩa là cái tỷ lệ xuất hiện chí mạng, chứ không phải là cái chí mạng nó sẽ tăng 75% nha các bạn. Sức lực 60%, thông thường chỉ những cái con tướng mà thuộc cái nhóm phép thì nó mới có sức lực. Nhưng mà đặc biệt một số cái con tướng ở cái vật lý nó cũng có sức lực, ví dụ như con dạ ưng. Thì sức lực này nó sẽ có tác dụng đó là nó giảm cái MDF của đội hình đối phương xuống, có nghĩa là giảm cái khả năng phòng thủ phép thuật của đối phương. Thì khi cái sức lực càng cao thì cái khả năng giảm MDF nó càng cao. Ở đây nó tăng cường sức lực cho bạn là 60%. Và nói chung lại là những cái con người lùn mà thuộc cái nhóm mà phép thì nó mới kích hoạt được cái sức lực này. Còn riêng một số con mà chỉ thuộc người lùn không, mà không phải nhóm phép á, thì cái kêu sức lực này nó cũng không kích hoạt được. Rồi bây giờ Hunga sẽ cùng các bạn tìm hiểu những cái đội hình được buff ở chùm sao này nhé. Rồi cái đội hình được buff ở chùm sao này thì nó cũng khá là nhiều các bạn, như con thợ săn thú nè. Như con thợ săn thú thì cái sức lực của nó là gần như là không có nè. Còn thợ rèn linh hồn nè, rùa biển nè, thầy phù thủy có sức lực nè. Yêu tinh ném bom nè, con kẻ lừa đảo, bắc kỳ, hoa tiên, hiền triết bảo tố và tiểu quỷ. Ôi nói chung lại thì cái chùm sao này á, thì cũng khá là êm. Hộ vệ gần già, tiểu quỷ và con búp bê phù thủy, ba con tướng này thì nói chung lại là ba con tướng mua, nhưng mà được dùng ở đấu trường rất là nhiều. Mà chụp sau này nó được búp thì nó cũng khá là trâu bò đấy các bạn. Rồi bây giờ Huga sẽ tìm hiểu cái đội hình phòng thủ á. Hoa hồng, thợ săn thú, cái hoa tiên để hồi máu. Tiếp đến là mình cần đấy, kẻ lừa đảo, có kẻ lừa đảo, xả kẻ lừa đảo. Rồi ở cái hàng này á, các bạn cần gia cố thêm một con. Các bạn có thể gia cố cho nó là một con tăng cơ, đó là con hiệp sĩ địa ngục. Hoặc các bạn gia cố cái hàng tấn công của nó, bạn tăng cường thêm một con yêu tinh ném bom. Tuy nhiên nếu bạn tăng cường yêu tinh ném bom thì các bạn dễ ức là dễ gặp sát thủ bên kia. Hoặc là bạn có thể dùng một con sát thủ vô chính cái đội hình của các bạn luôn. Thì như vậy bên kia nó sẽ khó qua mà ám sát các con tướng của các bạn. Rồi bây giờ Huga sẽ dùng cái đội hình này để phòng thủ. Ok. Rồi bây giờ Huga sẽ cùng các bạn leo răng đấu trường với đội hình tướng Kree nha. Đấu cái đội hình bên kia thì wow, cái đội hình này chắc có thể là nó đã cập nhật theo cái chùm sao mới các bạn. Nó dùng cả thầy phù thủy luôn nè. Một con tướng rất là ít dùng trong đấu trường nhưng mà cũng hiệu quả. Nhưng mà cái đặc điểm của nó là máu mỏng cho nên ít được dùng thôi. Rồi, hiệp sĩ hoa hồng, bắc kỳ để Huga đỡ cái đòn được cái kill của lò thiêu. Hồi máu, hoa tiền, thợ săn thú và kẻ lừa đảo. Đây là cái đội hình tấn công của Huga. Ôi, hiệp sĩ hoa hồng, búp giáp chết bi nè, nó ta có một con tướng phép, đó là con hỏa tiên. Nó sẽ giảm cái MDF của tụi mày xuống, nó rồi nó đánh tụi mày. Hiệp sĩ hoa hồng là một trong những cái con tăng cơ hiếm hoi mà có khả năng mà tấn công phép thuật rất là mạnh các bạn. Cho nên là nếu mà bên đội hình bên kia mà nó bị giảm MDF á, thì nó sẽ gánh chịu cái kill tấn công của hiệp sĩ hoa hồng rất là cao. Cho nên là khi các bạn dùng á, các bạn có thể kẹp hiệp sĩ hoa hồng chung với một con tướng phép để tăng hiệu quả hơn. Rồi đội hình tiếp theo. Rồi cái đội hình này cũng giống như nãy thôi, có thể là Huga sẽ tua nhanh cái đội hình này cho các bạn xem ha. Chỉ cần coi kết quả thôi, mình leo hạng mà. Rồi ok, Huga giành chiến thắng rồi. Có những đội hình nào đặc biệt thì Huga mới show hết cho. Đây là một trong những cái đội hình mà bên kia phòng thủ cũng khá là hay đây các bạn. Họ có hiệp sĩ họ nhầm, họ có hoa tiên,
hoa tiên á, được bóp ở chùm sao này, cho nên là cái sức lực á, sẽ giảm cái em đét của bên kia. Khi mà cái khả năng phòng thủ phép thuật của mình giảm mà bên đó họ lại dùng tướng phép để tấn công mình đó là con lò thiêu nữa, thì cái đem mình hứng chịu phải rất là cao. Rồi bây giờ Huga sẽ dùng cái đội hình để phòng thủ như sau. Huga sẽ chọn hai con tăng hồi máu rồi kẻ lừa đảo. Bây giờ Huga chỉ cần đó là Huga sẽ tấn công nó với tầm xa, chứ còn nếu mà Huga mà dùng sát thủ hay là gì qua bển đó là chắc chắn sát thủ của Huga sẽ chết sớm trong tay của con lợn thiêu, vì bây giờ cái khả năng tấn công phép của lợn thiêu nó đã rất là cao rồi. Ví dụ như những cái con tướng như con lò thiêu nè, cái chùm sao này mặc dù nó không được buff, nhưng mà nếu mà bạn chọn đúng những cái con tướng sức trận á, thì để giảm cái sức lực của đối phương, để tăng cái sức lực của những con tướng mình, có nghĩa là giảm em đép của đối phương xuống, thì những con tướng như lò thiêu nó vẫn mạnh ở cái chùm sao này, do nó là ăn ăn ké kêu á. Mày hả, chết đi nè, chết nè, hiệp sĩ địa ngục. Ấy da, đó các bạn thấy Huga là bị ăn ăn ké kêu của con lò thiêu. Rồi lò thiêu ra đi rồi các bạn, lừa đảo nè, hồi máu lên hoa tiên ơi. Bên kia nó còn ba con tướng, hai con thôi các bạn, bên mình còn tới ba con lận. Rồi kẻ lừa đảo bên đó rồi chính thức ra đi luôn. Đấy, Huga này giành thắng lợi rồi. Các bạn thấy là dù là không được búp nhưng mà chùm sao này lò thiêu rất mạnh, là do mình bị giảm em đép xuống rồi. Wow, đây là một trong những cái đội hình phòng thủ cũng khá là gắt. Tuy nhiên ở cái chùm sao này thì nó lại không gắt như các bạn nghĩ. Đơn giản đó là ba con tướng này dù nó đúng chùm sao nhưng mà nó lại không được kích hoạt kill. Rồi bây giờ Huga sẽ cái lý do không kích hoạt ở đây á là cái thứ nhất, những cái con tướng này là những cái con mà nó thuộc hệ vật lý, thì cái hệ vật lý á thì nó cái khả năng đánh phép của nó có chứ phải không, nhưng mà rất là thấp, cho nên cái chí mạng phép của nó cũng không làm thiệt hại mình bao nhiêu cả. Còn về cái khả năng mà cái sức lực 60% tăng cường á thì nó lại vô dụng, tại vì nó đâu có sức lực đâu mà nó kích hoạt cái đó. Rồi thì khi nó vô dụng thì mình sẽ chọn những cái con tướng hữu dụng hơn để mình đánh nó. Ở trong cái đội hình của Huga thì chỉ cần một con hoa tiên thì nó đã làm giảm cái em đép của đối phương xuống, và một con hiệp sĩ hoa hồng. Hiệp sĩ hoa hồng thì nó đánh phép, thì khi cái khả năng phòng thủ của bên phép thuật của bên kia giảm thì nó hứng chịu một đòn đến từ hoa hồng sẽ đau hơn, khốn hơn. Đấy, hồi máu lên hiệp sĩ hoa hồng. Đấy các bạn thấy đó, một đòn của hiệp sĩ hoa hồng bây giờ nó ra là nó mất máu của bên kia rất là nhiều luôn. Hiệp sĩ hoa hồng là một trong những con tướng gọi là ăn ké chùm sao. Chùm sao này nó không được buff nhưng mà nó lại mạnh hơn, là dựa vào cái ảnh hưởng từ những con tướng khác. Ôi, Huga đã giành chiến thắng rồi. Ôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video, Huga sẽ giải các thắc mắc của các bạn. Xin chào.